Đổi màu len như ở trên là sugar nha Diễm ơi. Bây giờ là mình phải đổi như ở dưới á, nó mới đẹp. Mà cái này thì tôi cũng mới học được thôi à. Hôm bữa coi người ta làm bằng tay phải á, trời muốn rối não luôn. Nên là nay tôi lên clip cho mấy bạn tay trái nha. Mà mấy bạn tay trái chịu khó nhìn rồi làm theo nha. Tại vì tôi không biết diễn tả sao hết trơn á. Nhưng mà thiệt ra là có hai cách đổi màu lận á. Thì cái này là cách đầu tiên. Còn cách thứ hai thì hôm sau tôi sẽ lên clip cho mấy bà sau nha. Thì nói chung là tôi thấy cũng dễ, nhưng mà nếu mà lần đầu tiên làm thì có vẻ là sẽ hơi bị rối giữa màu mới và màu cũ. Thì ở đây mình tạm gọi màu mới là màu đen, là màu cũ là màu vàng. Thì lúc mà kéo qua hai vòng len, thay vì mình lấy sợi len màu cũ là màu vàng, thì bây giờ mình sẽ lấy màu mới là màu đen. Sau khi mà làm hết một vòng như vậy rồi á, thì mình móc mũi đơn như bình thường. Và đương nhiên là móc bằng màu đen rồi nha. Ủa rồi tính ra là nãy giờ diễn tả luôn rồi á. Nghe cũng dễ hiểu chứ hả? Dĩ nhiên, cảm ơn ạ.